thai vật. Không, thực tế là chuyện là một tháng trước đó mình đã có linh cảm rất rõ về việc có em bé, nhưng trước khi chụp X-quang để khám sức khỏe, mình xét nghiệm là không mang thai nên đã vô cùng chủ quan uống kháng sinh, chụp chiếu rồi vô tư cho bóng nhảy nhót trên bụng nữa. Vì vậy nên mình cảm thấy rất tội lỗi vì đã không chăm sóc con tốt từ những ngày đầu. Mẹ xin thôi. Và một điều nữa khiến mình chưa sẵn sàng có bầu chính là không muốn có em không? Thanh niên đang độ tuổi cần sự quan tâm của bố mẹ nhất bỗng dưng sắp có em. Chắc là có nhiều lúc tủi thân lắm đây. Nên giờ tận hai trách nhiệm cao cả trên vai: cải cách tư tưởng cho bóng và chăm sóc em bé trong bụng. Mẹ có khám à? Ừ, mẹ cũng đi khám như đợt trước bầu bóng ý. Mẹ có thuốc cơ. À đúng rồi. Nhưng mà lần này mẹ chọn viện tư để tránh lây chéo bệnh cho em bóng đấy. Bác sĩ cũng giỏi và nhiệt tình luôn. Mẹ định cho cả không? Mẹ ơi. Mẹ đặt lịch ở Thiện An trước nên khám rất là nhanh, không phải chờ đợi nên được về sớm chơi với bóng đấy. Anh em đấy nào? Chuyện máy móc xịn mà lệ. Chị bóng lớn rồi nên chọn gói thai sản cho mẹ đi. Bao nhiêu tuần? 3. Con muốn ra chơi với chị bóng. Nói chung con cái là trời cho, nên dù là vỡ kế hoạch thì chúng mình vẫn sẽ tìm cách đón nhận sao cho phù hợp. Đi khám thai về tự dưng thấy yên tâm hẳn, lỡ ngỡ lại săn được rồng, biết đâu hai đứa sàn sàn nhau thích quá lại muốn để thêm ý chứ. Đấy, ngồi phân loại ảnh siêu âm của con với em đi, phân biệt được không?